ai đó hỏi Lê Chi Dược có gì. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đừng đốn tim sớm quá nhé. Tiếp tục nhé. Just talk? Can we just talk about where we're going? Before we get lost, let me out thoughts. Can't get what we know without knowing. I've never felt like this before. I apologize. À bây giờ. Nào chuẩn bị nhá, nhìn sang trái nhá, chuẩn bị nhìn sang trái này. Nào nhìn nhìn đầu kia đi. 1, 2, 3. Đấy, nhìn anh em chúng tôi có mà. Và còn rất nhiều anh em khác nữa. À mà quên, anh em chúng tôi còn cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ nữa chứ. Nhân ngày 23 tháng 2, thay mặt toàn thể chị em của chi đoàn Lê Chi Dược, xin chúc tất cả các anh em có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ. Cảm ơn tất cả các anh em Lê Chi Dược trong suốt những tháng vừa qua đã luôn luôn quan tâm, chia sẻ và che chở cho tất cả các chị em. Tất cả các chị em đều rất tự hào về mọi người. Lê Chi Dược mãi đỉnh! Chúc chồng mạnh khỏe, an tâm công tác, học nhanh và sớm về với ba mẹ con nhé. Sẽ có em đồng hành cùng anh. Thứ hai là chắc là hôm nay cũng tròn 9 tháng ngày mình quen nhau, thì thời gian không dài nhưng mà đủ để hiểu cảm xúc của cả hai. Hy vọng rằng là có anh luôn